Xin chào các anh chị và các bạn. Mình là Tuấn, từ website nghecongsở.com. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hình ảnh trong Midjourney không cần prompt dài dòng. Bạn có thể tạo ra những hình ảnh mới rất nhanh chóng dựa trên một hình ảnh có sẵn, ngay cả khi bạn không biết prompt của hình ảnh có sẵn đó. Ví dụ mình có những hình ảnh này. Bây giờ mình muốn tạo ra các hình ảnh tương tự với chúng, nhưng không cần prompt phức tạp. Rất dễ dàng, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Style Reference trong Midjourney để làm điều này. Đầu tiên, mình vào Discord và upload hình ảnh mà bạn muốn tạo mới theo style đó lên trước. Mình tạm gọi hình này là hình gốc. Sau đó bạn nhập một câu lệnh rất đơn giản để mô tả hình ảnh bạn muốn tạo vào Image Prompt. Ví dụ, mình muốn tạo một căn nhà ở nông thôn Việt Nam. Mình có thể gõ tiếng Việt và dùng Google dịch thành A Traditional Vietnamese Countryside House. Sau đó, mình copy câu dịch này và nhập vào phần prompt. Bạn gõ tiếp Ref để dùng tính năng Style Reference và kéo link hình ảnh gốc vào. Xong xuôi thì Enter. Bạn sẽ thấy hình ảnh mới tạo ra theo phong cách của ảnh gốc. Một ví dụ khác, mình muốn tạo rừng tre với phong cách của hình gốc ở trên. Mình cũng gõ prompt, mô tả cơ bản rừng tre, a dense bamboo forest with tall, straight bamboo stalks reaching towards the sky. Rồi gõ thêm Ref và kéo link hình gốc vào. Với cách làm này, bạn sẽ có thể tạo ra tất cả các hình ảnh trong bộ hình đồng nhất về phong cách. Bạn chỉ cần tạo ra hình ảnh đầu tiên và sau đó dùng nó làm ảnh gốc cho các ảnh tiếp theo. Bạn không cần phải mô tả prompt phức tạp cho các hình ảnh sau. Tính năng này rất thích hợp để bạn làm các hình ảnh trong bộ truyện tranh, phim hoạt hình để đồng nhất phong cách hình ảnh với nhau. Nếu bạn dùng bản alpha của Midjourney, cách dùng cũng rất đơn giản. Bạn vào mục Create, sau đó upload hình ảnh gốc lên. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông số khác của hình ảnh như tỷ lệ hình ảnh và các phần khác ở đây. Sau khi gõ prompt, bạn dê chuột vào hình ảnh gốc đã tải lên, sẽ có 3 icon xuất hiện theo thứ tự lần lượt là Character Reference, Style Reference và Image Prompt. Mình chọn Style Reference, icon ở giữa, để hình ảnh mới được tạo ra sẽ theo phong cách của ảnh gốc. Sau đó Enter để gửi lệnh và chờ kết quả. Rất đơn giản phải không? Giờ đây bạn sẽ không cần phải gõ prompt dài dòng nữa, cũng như không cần xin prompt một hình ảnh bạn thấy thích nữa. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết video mới tại website nghecongsở.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.